Cô gái 22 tuổi tử vong sau 2 tháng hôn mê khi phẫu thuật thẩm mỹ tại Hà Nội. Sự việc thương tâm trên xảy ra với nạn nhân Phạm Thị Diễm Hiếu, sinh năm 2000, quê ở Long An. Sau khi đi nâng mũi đã nhập viện trong tình trạng hôn mê. Sau 2 tháng, nạn nhân đã tử vong. Theo chia sẻ của người nhà nạn nhân, gia đình đã tốn hàng trăm triệu để chữa trị nhưng Hiếu đã không qua khỏi. Cụ thể, khi đi phẫu thuật thẩm mỹ hồi tháng 1 năm 2022, tại nhà riêng của anh Hoàng Minh Phong, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chị Hiếu đối mặt với nguy cơ trở thành người thực vật. Sau đó, được đưa vào Bệnh viện Long An vào ngày 25 tháng 2, chị Hiếu đã tử vong vào 23 giờ ngày 16 tháng 3, sau hơn 2 tháng hôn mê bất tỉnh. Theo tìm hiểu của phóng viên, chị Hiếu từ Long An mới ra Hà Nội thuê nhà và làm việc được khoảng 2 năm trước khi xảy ra vụ việc. Hiếu có chồng nhưng đã ly hôn và đang một mình nuôi con nhỏ gần 1 tuổi. Hiếu còn một người chị ấy ở nhà trông con cho Hiếu hạt tháng. Hiếu đi làm ngoài Hà Nội cũng phải gửi tiền về trả nợ ngân hàng và nuôi con. Trước đó, ngày 14 tháng 1 năm 2022, chị Phạm Thị Diễm Hiếu đến cơ sở thẩm mỹ được bạn giới thiệu để nâng mũi. Một ngày sau, gia đình nạn nhân nhận được thông tin của Bệnh viện Bạch Mai cần người nhà đến trao đổi trực tiếp gấp. Nếu như không có người nhà, bệnh nhân mà tử vong, bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm. Sau khi nghe tin, người thân chị Hiếu đã vượt quãng đường 1.500 km từ Long An ra Hà Nội. Sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ và gặp tình trạng trên, chị Hiếu bị hôn mê toàn thân phù nề, tóc bị cắt đi để chuẩn bị làm phẫu thuật. Bác sĩ thông báo Hiếu chỉ có 20% sống, nếu vượt qua được 80% thành người thực vật. Anh Hoàng Minh Phong, chủ cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh Phong cho biết, địa điểm nạn nhân Hiếu đến làm thẩm mỹ là nhà riêng của anh. Theo anh Phong, Hiếu không phải là khách của anh chỉ cho mượn địa điểm làm thẩm mỹ. Anh Phong cho biết, ngày hôm đó chúng tôi không có lịch. Bà Nguyễn Sĩ Giang, người trực tiếp làm việc với nạn nhân để nâng mũi, có nhắn tin mượn chỗ để thực hiện nâng mũi cho một cô gái. Giang nói với tôi sẽ cùng một bác sĩ tiền mê đang làm việc tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện nên tôi đồng ý. Gần 15 giờ cùng ngày, Giang và bác sĩ tiền mê bắt đầu thực hiện nâng mũi cho Hiếu. Tuy nhiên, khi làm tiền mê, Giang mới tiêm thuốc tây và rạch một ít ở phần đầu mũi đã phải dừng lại rồi. Cũng theo người này, thông thường một ca nâng mũi sẽ phải chuẩn bị mất 1 giờ và làm việc từ 1 giờ đến 1 giờ 30 phút. Sau khi làm tiền mê cho Hiếu xong, mọi người nghĩ có thể do sức khỏe của Hiếu yếu nên khi tiền mê đã bị mệt, ngủ một giấc. Trong lúc Hiếu ngủ thì Giang và bác sĩ tiền mê đợi nhưng Hiếu không tỉnh. Nhận được tin nạn nhân không tỉnh, tôi đã về ngay cơ sở và gọi xe cấp cứu 2 lần nhưng không được. Sau đó tôi dùng xe của mình để đưa nạn nhân ra bệnh viện Bạch Mai. Trong quá trình người nhà nạn nhân chưa ra, chúng tôi có mặt cả ngày ở đây để theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Anh Phong nói, sự việc trên một lần nữa cảnh báo các chị em phụ nữ phải thật sáng suốt, cẩn thận tìm hiểu kỹ lựa chọn bệnh viện uy tín khi có nhu cầu can thiệp thẩm mỹ, tránh đưa mình vào những nơi không đủ điều kiện cơ sở, không đảm bảo dẫn đến trả giá bằng chính mạng sống của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.